mình lại tiếp tục chơi Stickwatch Layraware sản xuất người que các bạn ạ. Ok, ấn vào chơi. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ chơi các bạn ạ. Cổ điển, nhiệm vụ, giải đấu và vô tận. Bây giờ thì mình sẽ chọn chế độ giải đấu các bạn ơi. Tiếp tục nào. Ok, chơi vòng tiếp theo và đang tìm đối thủ này. Rồi, vào đi. Đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ lâng cấp lên. Đấy, lâng cấp rồi. Các bạn nhìn thấy không? Cái tượng thải đài của mình to thêm một chút rồi, sẵn sàng. Ok, lâng cấp thế thôi các bạn ạ. Ok nào. Rồi, mới vào thì mình chỉ có hai người để mở bổ vàng các bạn ạ. Đào vàng, nhầm lại bổ vàng. Ok, bây giờ mình gọi thêm này. Đấy, gọi thêm anh em ra. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi một đàn cung thủ ra các bạn ạ. Rồi, à quên, xem đối thủ bên mình. Wow, đối thủ bên mình thì cũng có 3 người để đào vàng này. Wow, gọi được 4 người quân ra rồi. Đấy, rồi, mình cũng đã gọi được một số anh em cầm cung ra. Bây giờ thì mình gọi tiếp. Là rồi, đó rồi. Nào, let's go. Ok, lên đi. Lên nào. Ui, mình đã gọi được một người khổng lồ ra để mà dẫn đầu các bạn ạ. Để mà dẫn cái đoàn quân cầm cung đi. Đấy, rồi, bên này. Úi giời, bên này chỉ có vài người thôi, không ăn thua đâu. Rồi, tiếp nào anh em ơi, ra đi. Nào, mình sẽ gọi 1000 người cầm cung ra để mà chiến đấu các bạn ơi. Nào, đi. Úi giời, ngầu chưa. Lên nè. Đúng rồi. Nhiều các bạn ơi, đông nghìn nghịt luôn. Nguyên người cầm cung đứng thẳng hàng ngay ngắn. Và có một anh chiêu to khổng lồ đứng ở trên đầu. Rồi, bây giờ sao bên này xem. Chưa có gì các bạn ơi, không có gì hết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho đi tấn công nha. Mình sẽ chủ động đi tấn công người bên chơi bên kia. Nào, let's go. Wow, đội quân của mình, đội cung nhỏ con hơn các bạn ạ. Chạy rất là nhanh. Đội con cái người khổng lồ kia đi rất là từ và chậm chạy. Đấy, Osido Borai. Mình không nhận tiếng Anh các bạn ạ. Nên là không biết gì. Wow, của mình đang tấn công cái tượng đài đối thủ rồi các bạn ơi. Ơi, vào bên trong kìa, có mấy người đang bắn cung ra nhưng mà không ăn thua. Đội quân bên kia đang ra rồi, tràn ra rồi. Rồi. Wow, cứ tràn ra là cái mũi tên của mình và bị tiêu diệt hết các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn đúng không? Đây này. Cái tượng đài đang bị bào mòn các bạn ơi. Yeah. Rồi. Bên to đi, trận đầu tiên dành cho quân hình. Đối thủ tiếp theo là các bạn ơi. Bên này sẽ là wow, lần này có một cục đá chắn ngang đường các bạn ơi. Mình làm sao có thể chiến đấu được, tấn công được. Bên này thì có một cái tượng đài. Wow, có một người cầm cái thương và một người cầm cái khiên nữa các bạn ơi. Tượng đài cầm thương và cầm khiên nè. Đây. Đã cử ra được một người rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi thêm người đào vàng ra. Đào, đấy. Đã được 4 người đào vàng, 5 người đào vàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi 1000 người anh em cầm kiếm các bạn ơi. Rồi, nào, lúc nãy là cầm cung rồi, bây giờ sẽ là cầm kiếm. Wow, nhìn này, đội quân của mình cầm kiếm này các bạn ơi, nhìn này đẹp không? Cầm kiếm xương ngựa xương các bạn ạ. Rồi, ở trên đầu cũng đội mũ xương luôn. Ghê không? Quá ghê đúng không? Nào. Ra đi anh em ơi, ra đi, đúng rồi. Nào, tang, rất là đông luôn, rất là nhiều luôn. Nào, rồi. Đông quá các bạn ơi, nhìn này, đông không. Bây giờ mình sẽ sang bên này xem cho các bạn xem nào. Bên này chỉ có đẹp kìa. Wow, bên này các bạn ơi, nhìn kìa. Có một người cầm, ở đây cầm thương và cầm cái trượt ván các bạn ạ. Ván trượt. Đấy, rất là ghê đấy, hai người kìa. Được đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ củng cố tiếp tục. Tiếp tục thêm. Rồi. Rồi, bây giờ thì sẽ cho đi tấn công các bạn ơi. Let's go. Tấn công phá cái tảng đá này trước các bạn ơi. Đây, rất là nhiều, đông không? Wow, rất là đông anh em luôn. Khi cục đá này bị phải chém đấy. Ui, rồi, đã phá được cục đá rồi. Wow, bên kia có người cầm cung nữa các bạn ơi. Bắn cung sang. Không sao. Anh em của mình
rất là đông luôn các bạn ơi. Thấy chưa, rồi đi chém đi, đúng rồi. Đang bào mòn cái trụ của đối phương kìa các bạn ơi. Về, chạy về. Ui, bên kia cửa đang nhiều quá, về tôi, đừng tấn công nữa. Wow. Rồi, rút về rồi các bạn ơi. Wow, bên mình vẫn còn mấy người zombie đang tấn công kìa. Đã thế mình cho đi tấn công tiếp. Nào anh em chạy lên. Đấy, anh em đang xuất kích rồi. Giỏi, ôi, đội hình bên kia làm sao có thể chống được đội hình của mình. Khi đội hình của mình rất là nhiều anh em cầm kiếm. Rồi, chiến đấu với trụ đi. Victory trận thứ hai các bạn ơi. Yeah. Ok, tìm đối thủ tiếp nào các bạn ơi. Rồi, let's go. Nào, tiếp tục nâng cấp tiếp các bạn ơi. Rồi, nâng cấp bây giờ là nâng cấp phù thủy đi. Đấy, ok. Nào, lên đi. Đúng rồi. Tăng. Lên, được rồi. Let's go. Rồi, bây giờ xem là đối thủ của mình. Lần này là một tượng đài phù thủy các bạn ạ. Rồi. Bên mình chỉ có hai người đào vàng thôi. Mình sẽ gọi thêm này. 3 người đào vàng rồi. 4 người đào vàng rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi 5.000 anh em phù thủy các bạn ơi. Rồi, lúc nãy mình lâm phù thủy lên nhà mà có một sức mạnh khỏe hơn các bạn ơi. Đấy, rồi. Rồi, tấn công đi. Nào. Đen. Ui, các bạn ơi. Phù thủy của mình nè, triệu hồi ra rất là nhiều các anh em cầm kiếm luôn. Ghê đấy. Rồi. Nào. Wow, bên kia có người khổng lồ các bạn ơi. Tấn công đi à. Wow. Không, gọi thêm. Rồi, mình cũng cho đi tấn công là phù luận khổng lồ này đi các bạn ơi. Ghê đấy. Ok. Rồi, nước sau này. Xem nào. Wow, đã tiêu diệt được cái người khổng lồ đấy rồi các bạn ơi. Wow, lại còn một người khổng lồ nữa kìa. Nhưng mà không sao. Tụi bên mình có thể giành chiến thắng được mà. Nào. Rồi, tiêu diệt được hai người khổng lồ rồi. Rồi, bây giờ nào. Bào mòn trụ các bạn ơi. Wow, lại gọi thêm một người khổng lồ nữa. Đừng không ăn thua. Người khổng lồ chiến đấu với người nhỏ con. Và người nhỏ con đông hơn. Người nhỏ con tiêu diệt hết người khổng lồ các bạn ạ. Thấy chưa. Rồi nhìn trụ kìa. Wow, trụ đang bào mòn các bạn ơi. Rồi kìa bị trụ bảy máu. Wow, lại gọi người khổng lồ ra. Người khổng lồ ra sẽ nhanh chóng bị hạ gục mà thôi. Thấy chưa. Tại vì anh em người quê nhỏ con của mình đông mà, mấy nghìn anh em mà, đúng không? Làm sao mà chúng tôi sẽ giành chiến thắng được ấy. Rồi nãy người khổng lồ ra. Không sao. Rồi bãi đi cũng rồi, tiêu diệt tiếp người khổng lồ. Nào bố chém tiến chiến đấu và lại victory dành cho mình. Yeah. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình lại tiếp tục chơi Sartic One Lay La Ghe, sản xuất người què, chiến đấu với người khổng lồ các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye.